Và bây giờ thể theo lời yêu cầu, xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức với tiếng đàn rất là điêu luyện của nhạc sĩ tài hoa danh cầm Hữu Hạnh sẽ hòa tấu cùng ban nhạc một bài nào mà anh Hạnh yêu thích nhất. Xin chúng ta hãy dành cho Hữu Hạnh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị. Nhạc sĩ Hữu Hạnh có cái biệt tài là để đàn ở sau lưng đờn cũng được, mà để lên đầu đờn cũng được, dạ để đâu đờn cũng được, tối anh ngủ anh để trên giường anh đờn cũng được luôn đó. Bây giờ chúng ta sẽ dành cho nhạc sĩ Hữu Hạnh mà ban nhạc một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị. Đây micro anh phát biểu luôn. Xin kính thưa quý vị quan khách, kính thưa tất cả các bạn bè thân hữu của Tăng Gia. Nói thật sự là hôm nay Hữu Hạnh được đến đây là cũng nhờ theo sự giới thiệu của em nhạc sĩ Hoài Dương. Theo sự yêu cầu của quý vị cũng như là của tất cả các bạn bè thân hữu của Tư Gia, của Tăng Gia, thì Hữu Hạnh sẽ đáp ứng theo sự yêu cầu của quý khán giả cũng như tất cả quý quan khách. Nếu như có chỗ nào sai, có chỗ nào mà quý vị cảm thấy không hài lòng cũng mong quý vị bỏ qua. Nếu quý vị đồng ý thì quý vị cho anh chàng vỗ tay. Hữu Hạnh cùng với dàn nhạc cây sến là cây ọt ren Yamaha của anh Minh Ngọc, và cây sến của em Hiệp Hoàng Hiệp, và cây Vita tức là cây của Hữu Hạnh sẽ đọc hòa tấu cùng chung với nhau một lớp bài đoạn khúc Nam Giang và ba câu tân cũ 1, 2, 6. Nhờ mời quý vị lắng nghe.
Thank you.